cứng móp bể lố bảo hành mà vẫn được hỗ trợ bảo hành. Cái này là làm, cái này chắc ông nội bảo hành luôn rồi. Đây là lố 2 ngày bảo hành, khách mua là 29 tháng 3, quay là 1 tháng 4 nha, 2024 nha. 367 ngày lỗ, ok. Trợ giá 50% giá thay màn hình. Đây nè, khách. Đây màn hình bị sọc. Ông nội ơi, để em coi hình thức coi. Trời, hình thức thôi luôn. Hình thức gần như chẳng gì đây nè. Trên tay luôn cho anh em coi nè. Đó, chính nó rồi nha. Chính em. Đây. Trời ơi, cứng tùm lum tà la hết. Cứng móp bể thay lưng, lưng làm thay miễn phí. Còn màn hình em chỉ trợ giá 50% thôi, tại vì màn hình nó mắc quá, em chịu không nổi. Và em sẽ sửa chữa không giới hạn số lần cho anh em trong suốt 1 năm. Anh em có làm bể, làm cứng, làm móp, làm vu nước, sửa chữa không giới hạn số lần trong suốt 1 năm. Riêng màn hình là em không có làm miễn phí, em trợ giá 50% nha, anh em lưu ý nha. Còn những cái lỗi mà không sửa được, nát hay là bị cháy hay là bị xe cán mà không sửa được, anh em mua máy mới ngang dòng em trợ giá 50% cho anh em luôn. Ví dụ 12 đồng mắt em đang bán 15 triệu là máy mới, em anh em chỉ việc bỏ 7 triệu rưỡi ra anh em mua thôi. Ví dụ 15 đồng mắt bán 30 triệu, anh em chỉ việc mua 15 đồng mắt với giá 15 triệu thôi, em chịu một nửa cho anh em, cho anh em phá nha. Cái chính sách này em làm ra để hỗ trợ nên em chịu khó, anh em xài giữ kỹ giùm em tí. Anh em mà làm bể thì em cũng lỗ và anh em cũng lỗ. Ví dụ cái màn hình này đi, màn hình của khách bị sọc nè, nè em thay cái màn mới đàng hoàng, khách màn zin nha, giá 3 triệu 4, em chịu 50% là anh em chỉ cần bỏ 1 triệu 7 thôi là xong, em cho em tin hết lại rồi. Đây cái màn này á, là màn đánh kính đây nè, bọn nó giao nè 3 triệu 3 màn zin nhưng mà đánh kính rồi, anh lấy màn này 3 triệu 4 thôi cao hơn 100 ngàn đánh kính ngon. Còn thật sự luôn, nếu mà anh em nhập số lượng á thì giá tốt hơn, nhưng em không chủ ý nhập linh kiện đó mà đi thay màn hình free hay là màn hình miễn phí hay là màn hình 50% giá cho anh em. Em lưu ý nha, em không có nhập số lượng nhiều để mà cái giá rẻ được vài trăm, ví dụ 3 triệu 3 triệu 2, em lâu lâu anh em tỉa em cái em lỗ 1 triệu 7, ok. Anh em nào tìm được cái giá nào mà rẻ hơn cái giá này mà chất lượng tương đương zin can đó, không đánh kính, thì em tính theo giá anh em làm. Ví dụ 2 triệu rưỡi thì anh em bỏ 1 triệu 250, em bỏ 1 triệu 250 là hoài à, anh em mình đúng không đó. Còn cái màn cũ của khách nè, trời ơi, màn cũ của khách cũng gớm luôn em nói thiệt, xài đập mở móp nó bung cả ron ra nè, bên trong nó chả còn gì hết. Rồi bắt đầu bữa nay là 1 tháng 4 2024, cái tháng 4 em chính thức là em thôi em hỗ trợ làm chính sách này. Còn những anh em nào giữ gìn cái máy đẹp keng phiên bản vẫn được bảo hành 1 năm và đổi một cái lò bằng cứng là lỗi, máy lỗi em sẽ được đổi máy mới. Máy lỗi thì có được đổi máy mới, máy new seal đập hộp đổi đem cái máy mới. Ví dụ máy new seal nên em bấm 364 ngày hư bố cái nút rồi, bấm nút hư rồi, ok em đập hộp đổi cho anh em cái máy mới. Còn cái máy line new sẽ đổi cho anh em một cái máy line new. Còn cái máy mà bị cứng móp kiểu như vậy đó thì màn em sẽ hỗ trợ là thay 50% giá nhập. Anh em nào mà cứ bảo em đôn giá, nó báo giá 7 triệu á kiểu á, rồi nó bắt mình trả 3 triệu rưỡi á, nó bày đặt nó nói 3 triệu rưỡi thì cứ bơi vào đây. Cái giá nhập này anh em tìm vào rẻ hơn thì em cứ chơi. Còn anh em nói là hỗ trợ thì cho ra hỗ trợ. Còn hỗ trợ mà điêu, mà chém gió, mà đôn giá, đăng cái giá lên, anh em thợ nhìn vào cười cho thối mũi nha, em nói trước nha. Còn xài, em nói thật, anh em giữ gìn vẫn là phương án tối ưu nhất. Giữ gìn là phương án tối ưu nhất. Còn lên đời vẫn thu 100% giá bán lẻ. Ví dụ xài 12 đầu mắt, giữ gìn đẹp keng, lên đời cái 12 đầu mắt khác, hai đó bằng giá nhau, chỉ việc đưa em 500 ngàn thôi. Nói thiệt luôn, chính sách là siêu lỗ này nha. Bữa nay là mở hàng sáng giờ là một cây máy cứng nè, là em lỗ là khoảng 1 triệu. 14 đồng mắt cứng là khoảng 1 triệu, với lại một cây 12 đồng mắt thay lưng miễn phí, lại thay màn hình 50% chắc lỗ thêm 2 triệu mấy nữa là thôi. Giờ nó tính tiền nhiều quá, giờ ngày 3 triệu, tháng 100 triệu là coi như em chỉnh nó chính sách đó nha, em báo trước đó nha. Rồi, thế nha.